vào Thanh Đa, và quẹo phải vào khu Thanh Đa đây. Từng biết rồi, khu Thanh Đa này nổi tiếng với món cháo vịt và cháo vịt Thanh Đa rất là ngon, rất là nổi tiếng một thời. Bây giờ thì cũng còn những cái quán cháo vịt bán rất là đông vào mỗi buổi chiều tối đó các anh chị. Đây có chùa Bủ Liên, chùa Bủ Liên, chùa Bủ Liên. Cái khu này bây giờ giải tỏa đường xá khá là rộng lớn và thoáng đãng, chạy xe rất là thoải mái rồi, chứ không phải nhỏ hẹp như ngày xưa nữa đâu. Khu Thanh Đa này thì đa phần là giải trí, ăn uống, vui chơi là nhiều các anh chị, những khu du lịch sinh thái, rồi rất là nhiều hồ câu cá bên đây, và hồ câu cá cho các cần thủ nào mê câu cá thì sẽ đến khu vực này. Rồi buổi chiều tối thì ăn uống, ăn nhậu, quán xá rất là nhộn nhịp, tấp nập. Thì Thanh Đa này là được bao bọc bởi những con sông đổ ra sông Sài Gòn nên gọi là bán đảo Thanh Đa. Cách đất liền của Sài Gòn qua một cái cầu, phía trước là cầu Thanh Đa đó các anh chị. Khi chúng ta qua cầu này sẽ được chính thức là bước vào khu vực bán đảo Thanh Đa. Cầu Kinh Thanh Đa. Bên đây là còn đất liền với Sài Gòn, qua bên kia là thuộc bán đảo Thanh Đa rồi, cầu Kinh Thanh Đa. Hôm nay thì cái cầu này được làm lại rất là rộng lớn nè, quy mô hoành tráng. Ngày xưa cầu nhỏ xíu à. Ngày xưa anh chị đi qua khu vực này chắc biết thời học sinh sinh viên của anh chị chừng 20 năm về trước á. Cái đường này nhỏ xíu à, cái cầu cũng nhỏ xíu anh chị. Cuối tuần thì thời sinh viên, học sinh thì cũng hay chạy qua đây chơi, bởi vì có nhiều gió mát, cây xanh rồi sông nước rồi đó anh chị. Bên phải thì sẽ đi về sông Sài Gòn. Bên trái thì sẽ đi qua khu vực Bình Triệu. Cầu Kinh Thanh Đa ngày nay rất là rộng lớn rồi. Hai bên làm bờ kè, con kinh cũng khá là đẹp đó anh chị. Giải tỏa hết, không còn gọi là tấp, không còn lộn xộn bề bộn như ngày xưa đâu. Kinh Thanh Đa bây giờ giải tỏa hết rồi. Chúng ta đã bước qua địa phận của bán đảo Thanh Đa. Đây là bán đảo rồi. Bán đảo Thanh Đa này cũng có thể đi qua Thủ Đức bằng những cái con phà kết nối giữa bán đảo Thanh Đa và Thủ Đức, băng qua sông Sài Gòn anh chị. Từ đây chúng ta cũng thể đi Thủ Đức được bằng cái con phà, gọi là phà chứ giống như là những chiếc đò nhỏ xíu mà đi bằng xe gắn máy thôi các anh chị. Đó, đây là bán đảo Thanh Đa rồi đây. Qua bên đây thì rất là nhiều khu chung cư đó, đặc sản cháo vịt nè, cháo vịt Thanh Đa nè, góc nhà lá nè, đó rất là nhiều. Buổi sáng thì những cái cháo vịt này không có nhộn nhịp lắm đâu, nhộn nhịp sẽ vào buổi chiều tối thì sẽ nhộn nhịp hơn. Chúng ta sẽ quẹo vào đường Thanh Đa nhé. Dạ, đường Thanh Đa dẫn đến là khu cư xá Thanh Đa, chợ Thanh Đa đó các anh chị. Bên trái các anh chị là khu vực chợ Thanh Đa. Chói nắng quá, không biết anh chị có thấy rõ không? Đây là chợ Thanh Đa nè. Trung tâm văn hóa Thanh Đa, phía bên hông sẽ là chợ Thanh Đa. Ở đây thì có những cái lốc chung cư
phía bên phải gần bờ sông là những cái chung cư dãy số dãy chữ các anh chị, ABCDEFGH gì đó. Còn chúng ta nãy quẹo trái bên xanh đèn đỏ bên kia thì sẽ qua những lớp chung cư là dãy số, và ở đây thì chia ra một bên là dãy chữ, một bên dãy số. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá khu vực Thanh Đa này nhé. Đây là con đường Thanh Đa, dẫn chúng ta sẽ đi vào những cái lốc chung cư ở đây. Và đường Thanh Đa này thì sẽ đi thẳng ra ngoài bờ kè Thanh Đa. Đây là những lốc chung cư rất là lâu đời rồi các anh chị. Bây giờ mình sẽ đi ra khu vực bờ kè đi, rồi mình sẽ đi khám phá những cái lốc chung cư ở đây sau nhé. Trước mặt chúng ta là cái bờ kè Thanh Đa, hôm nay thì được làm kè lại rồi, rất là đẹp, sạch sẽ, hoành tráng. Đây là những lốc chung cư gọi là rất là cũ kỹ anh chị. Buổi chiều ra đây ngồi hóng gió tán gẫu dọc theo con sông Sài Gòn này rất là vui. Và bên kia sông là những căn biệt thự của Thảo Điền quận 2. Bên phải chúng ta là những cái lốc chung cư khá là cũ kỹ đó các anh chị. Chúng ta sẽ ghé lại ngắm cái bờ sông này một tí. Và bên kia sông là những cái căn biệt thự rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn các anh chị. Đa phần là người nước ngoài ở là nhiều. Và người Việt mình thì xây biệt thự xong rồi cho người nước ngoài người ta thuê lại. Hôm nay thì nước khá là rộng, anh chị nhìn thấy nước cạn ha. Và bên kia là khu Lăng Mách 81. Đó, những cái khu chung cư cao và một cái tòa nhà cao đó là khu Lăng Mách 81 đó các anh chị. Rất là đẹp, cửa khu quận 2, khu biệt thự bên đó rất là đẹp. Có dịp nào sẽ đi qua bên đó quay cho các anh chị xem sự phát triển của quận 2 và bây giờ đã thành thành phố Thủ Đức rồi. Và đây là khu Thanh Đa, khu chung cư Thanh Đa nè các anh chị. Những cái dãy nhà chung cư vẫn như vậy, ngót nghét 50 năm rồi đó. Mình sẽ đi tiếp và chia sẻ về khu cư xá này cho các anh chị sẽ biết nha. Khu cư xá này thì được xây vào năm 1972. Dạ, xây vào năm 1972 thì đến nay thì ngót nghét cũng 50 năm rồi các anh chị. Thì toàn khu cư xá này là có 23 lốc chung cư. Dạ, 23 lốc chung cư. Nhưng mà do về thời gian thì có hai lốc không còn được sử dụng nữa, tại vì xuống cấp nên là không được sử dụng nữa các anh chị. Nên bây giờ hiện tại thì chỉ còn 21 lốc và 21 lốc chung cư. Tổng diện tích cái khu này là 50 hecta và hiện tại thì những cái tòa nhà chung cư ở đây chiếm 30 hecta. Và 20 hecta còn lại là những cái cây xanh bóng mát. Ngày xưa thì theo như chia sẻ của cô chú anh chị ở đây thì rất là hoang vu, rất là nhiều gọi là lao sậy đến chị. Nhưng mà ở đây thì rất là thích bởi vì có nhiều cây xanh bóng mát. Rồi ở gần những cái bờ sông, gần bờ sông Sài Gòn nên là khá là mát mẻ. Nên là các anh chị ở cô chú ở đây rất là thích. Mình sẽ đi vào một cái lốc cụ thể cho anh chị xem. Đây là những cái lốc chung cư rồi sau này người ta cơi nới ra thêm đó các anh chị. Cư xá Thanh Đa.
đây là những cái khu gọi là khu dễ chữ, dễ số, nằm bên kia hai khu riêng biệt. Nhưng mà toàn cái khu cư xá này là khoảng 50 hectare đó. Phần xây dựng thì 30 hectare và phần cây xanh bóng mát là 20 hectare. Nên anh chị thấy khu này khá là mát mẻ không? Dạ. Mình sẽ tìm những cái đường nhánh nhỏ nhỏ mình sẽ quẹo vào cho các anh chị xem. Những tòa chung cư ở đây thì ngót nghét tuổi đời là 50 năm rồi. Dạ, 50 năm rồi. Ngày xưa thì ở đây thì không có nước máy anh chị, dạ không có nước thủy cục, nên là người dân ở đây theo như chia sẻ thì ngày xưa là phải gánh nước với sông Sài Gòn lên xài, dạ gánh nước lên, rồi sau này phát triển hơn thì người ta mới làm những cái bồn chứa, dạ, những cái bồn chứa nước để gánh nước lên chứa nước lên xài. Thì lúc đó thì phát sinh một cái nghề cũng khá là chuộng cái bạn thầy, đó là cái nghề gánh nước đó các anh chị. Cái nghề gánh nước thuê. Dạ, gánh một bồn là bao nhiêu tiền, hoặc là một đôi nước là bao nhiêu tiền. Thì cái nghề gánh nước thuê cũng khá là phổ biến vào cái thời đó. Thì tới khoảng năm 1990 thì khu này bắt đầu mới có nước cục bộ. Dạ, thì đó là người dân mới gọi là xài nước thoải mái hơn. Tới năm 90 dạ, mới có nước. Xây dựng vào năm 1972 rồi đến năm 1990 thì mới có nước, mới có nước máy. Những cái tòa nhà chung cư ở đây 50 năm rồi, gắn liền với hơn nửa đời người rồi các anh chị. Đời người có 60 năm thôi mà nó đã tồn tại ở đây là gần 50 năm rồi, nên là gắn bó hơn nửa đời người rồi. Wow, một cái nhà đại gia đẹp, biệt thự rộng lớn. Sẽ trẻ vào những cái lốc bên đây cho các anh chị xem. Rất rất là nhiều, 21 lốc luôn nè. Được gọi là khu cư xá lớn nhất của Việt Nam đó anh chị, thời năm 1972. Xây hoàn thành xong là được mệnh danh là một trong những khu chung cư, khu cư xá lớn nhất của Việt Nam. Dạ, ở đây có để bán nhà. Đa phần thì ngày xưa ở đây là cán bộ ở rất là nhiều. Cán bộ ở là nhiều các anh chị, rồi sau này mấy rồi nhiều người cũng bỏ Sài Gòn về quê. Sau năm 1975 Hòa Bình thì nhiều người cũng rời Sài Gòn đi về quê rồi bán lại. Rồi từ từ thì khu này dân thường vào ở cũng khá là đông. Dạ, đây là khu vực bờ kè của sông Sài Gòn. Khá là đẹp, khá là mát mẻ các anh chị thấy không? Ở dọc theo đây gió gọi là mát quanh năm, tối là không cần phải lạnh đâu các anh chị. Có những cái quán ngồi dọc theo bờ sông quá lý tưởng. Dài 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 trong đây quay trở lại đi,
ở dọc theo bờ sông đây, bây giờ là bờ kè hết rồi, mát mẻ, quán cà phê, ngồi những cái hàng cây. Rất là ok luôn. Những khi mà nước lớn thì ra đây ngồi câu cá rất là thú vị các anh chị. Chính vì cái điều kiện nó quá lý tưởng như thế này nên bây giờ thì chính quyền thành phố có chủ trương là cải tạo lại những cái khu chung cư cũ, đập bỏ hết, xây lại những khu chung cư cũ. Thì người dân ở đây người ta cũng khá là đồng ý, bởi vì đa phần thì những cái lốc chung cư ở đây bây giờ nó xuống cấp, loang lỗ, thấm dột rồi hết rồi các anh chị, nên cũng ở thì cũng rất là khó khăn và cực khổ, nên đa phần người dân ở đây thì người ta cũng chịu di dời để nhà nước xây ra những cái tòa nhà mới. Nhưng mà đâu đó thì vẫn gọi là luyến tiếc, bởi vì ở đây thì đã quen rồi, ngót nghét thì 50 năm rồi, đã quen bà con xóm viền, quen cách sống, quen cách sinh hoạt rồi. Rồi ở đây thì không khí anh chị thấy mát mẻ, trong lành, gió hiu hiu bờ sông Sài Gòn rất là thích, nên cái vị trí ở đây cũng khá là ngon. Nhưng mà phải đập đi xây lại thì khoảng mất một thời gian cũng khá là dài, rồi phải có tiền thì anh chị mới tồn tại được cái khu này. Bởi vì khi mới rồi thì kiểu gì mình cũng phải đóng vào một ít để mà bù đắp vào cho cái tòa nhà mới, thì ai có tiền thì tiếp tục mua một suất ở lại đây, ai không có tiền thì phải nhường cho người khác và đi chỗ khác, thì rất là buồn, rất là tiếc. Nhưng mà dù sao đó cũng là một cái gọi là quy luật rồi. Một cái chung cư mà được 50 năm là quá hay rồi các anh chị.